coi nè, cái bộ salon này bán trên mạng rẻ mà đẹp quá hả? Hả? Mua ngay. Rồi cũng đẹp đó, nhưng không biết ngoài sao à? Thì hình này cũng chụp từ ngoài chứ đâu. Bà ơi, bà hay quá, bà đặt mua đi. Em rồi khi nó đem tới sống mắt bà đổi không được. Bà muốn mua cái gì? Được rồi, để hôm nào tôi với bà rảnh rỗi đi coi thực tế. Rồi mình còn đi tham khảo giá nhiều nơi nữa. Thôi, đi chi cho mất công. Bây giờ á, thời buổi này á, chỉ cần ngồi ở nhà đó, cầm cái điện thoại, quẹt quẹt lướt lướt vậy nè, để tốn biết bao nhiêu là thời gian công sức. Ồ, chị Tư. Cái gì mới chị Tư? Trời ơi, may quá bà tới đây rồi. Không thôi tôi ngồi với lão già cổ đại này hơi chắc tôi chán chết luôn á. Ổng ông cổ đại đó giờ chị mới biết hả? Ừ. Đâu mới về vậy? Đi chợ. Ui, ôi, qua đang kể cái chuyện này cho chị nghe luôn nè. Chuyện gì? Chị biết không? Chị biết cái bà gì? Cái bà gì mà bà bán cái gì bà có đứa con nhỏ nhỏ đó tên gì quên rồi? Bà chín sầu riêng hả? Đúng rồi. Bà chín sầu riêng. Trời ơi, hồi bữa nay bà ghê lắm nha. Chị biết không? Cái bà này bà ác dễ sợ ác luôn á. Ác làm sao? Bà là quýnh bà 2 mít nữa phải không? Trời ơi, kiểu này chắc bà 2 mít bà chết quá à. Ta nói 2 mít thì sao chịu nổi sầu riêng đúng không? Đây nè, tôi kể tiếp cho bà nghe. Tôi phải đứng lên tôi diễn tả bà mấy cái hình dung được. Trời ơi, thằng con của bà, thằng nhỏ nhỏ đó, nó thèm ăn mít. Mà bà đi cho nhỏ ăn sầu riêng. Bà nói ăn miếng cái lò bằng họng ra ha. Đó, vậy đó, thì thằng con bà mới thấy bà 2 mít cái bên. Nó chạy qua nó xin 1 múi mít thôi. Một muối mắt tôi á, mà ăn vô vậy á, mà trời ơi, bà bắt đầu thằng nhỏ bà nắm cái đầu, rồi không có tưởng tượng được bà nắm sao đâu, bà nắm cái đầu đó nha, bà giật nó ra gì, để xuống những cái hàm, rồi ơi, bà bay vô, chiu, y như là tin trưởng luôn rồi hả, trời ơi, vậy nào một tay trộn cho cái miệng đó, móc ra cho nhỏ ơi, hả, trời có một miếng mắt thôi. Bà có chịu nổi không? Ừ. Tôi không thể tưởng tượng được một người mẹ mà kinh khủng như vậy được. Cái gì mà ác dữ thần vậy trời? Thì đó. Trời ơi, có miếng mít thôi làm gì hành tội tình nhỏ dữ vậy? À, trời quá đất. Bà nay bà làm gì bà thể hiện cái gì mà bà dùng mấy cái từ ngữ gì mà biểu cảm dữ vậy bà? Ở đâu hả? Mày bà không biết. Tôi lấy từ Facebook xuống. Trời ơi, mấy cái comment đã lắm nha. Trời ơi. Bữa nào tôi chỉ cho bà mấy cái từ đó xài thích lắm. Ê, mà chuyện này mới nè. Cái gì? Để tôi up Facebook mới được. Cái chuyện gì? Cái chuyện bà mới kể đó. Up nhớ là bà là ghi cái tiếp nào mà nó giật giật lên á. Kiểu mà như giống như là vô cái người ta gặp sửng sốt, người ta nổi dây gà, người ta dân tóc gái liền. Bà yên tâm đi. Tôi tát bà vô luôn. Tát rồi rồi. Ok, nhanh nhé. Đâu có chuyện sao? Tôi có ý kiến này nè. Tôi sẽ cứ lên đây mà kiếm. Tôi sẽ cứ lên đây mà kiếm. Ở mất công đi tới từng nhà kiếm, đúng không? Hợp lý. Mà quá thông minh đi. Đúng là bạn cái tôi đang tao coi. Để tôi. Sao? Xong chưa? Tôi coi coi. Trời, cái gì vậy? Sao ông làm tôi hết hồn vậy? Hả? Cái gì vậy? Sai rồi. Thấy bút người sao kể tôi với. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời, ổng bị gì vậy? Mày uống cà phê hay uống lộn gì vậy? Cà phê thiêu hả? Hả? Nói nghe nè. Cà phê thiêu thì thật ra cũng không có thể làm đủ làm cho một người bị hoang tưởng như vậy. Mà biết không, tôi nghĩ là... Đây nè. Nhìn kỹ ông đi, nhìn kỹ coi. Bữa nay nè, tôi thấy hốc tóc nè ông nè. Đó, bắt đầu bạc xuất hiện nè hen. Rồi hai bên coi kìa, nó hối tên ơi kìa hen. Rồi đó, thấy chưa, tay chân bắt đầu múa mai quay cuồng. Bắt đầu lẩn thẩn, tôi nghĩ là ông già rồi, lẩn thẩn rồi. Bà nói tôi mới để ý nha. Đó, thấy mắt của ông nó dại dại bà ơi. Tôi phải úp cái bức vụ này mới được. Nhanh đi, ê, chụp hình trước mới úp chứ. Bà úp cái gì? Đó, bây giờ ha, bà ghi cái tiếp nào mà nó giật gân lên. Khi mà người ta nghe tới, người ta tưởng tượng tới giống không đó. Đây, bà nghe nha. Rồi, ông nói. Tư tổ trưởng bắt đầu bất ngờ tìm cách thâm nhập Facebook. Ghét.
Rồi đúng hả? Ừ. Rồi, tôi quyết định rồi. Gì vậy ông? Tôi sẽ thành lập một cái thanh bay. Rồi trong khu phố này muốn cái gì đó phải cầm mang ở trong đó, thì tôi sẽ làm gì? Giải quyết bằng Facebook. Bà Tư bán bún chấn lấn chiếm lòng lề đường, bà không nên làm như vậy, coi chừng tôi lập biên bản. Ông Tư xe ôm, ông chạy trong khu phố bị quá tốc độ, gây nguy hiểm cho những đứa nhỏ đi ngoài đường. Ông cẩn thận, coi chừng tôi lập biên bản. Hay quá. Ông Tư. Ông Tư. Hả? Hả? Trời đất ơi, làm cái gì mà sáng giờ thấy ôm cái điện thoại hoài vậy? Vô làm sao lặt rau phụ tôi còn làm cơm trưa nè. Trời ơi, thôi bà làm đi. Tôi đang xử lý cái nhà của bà Tư mới là xả rác bên nhà út nhột nữa nè. Tôi mà không xử lý cái chuyện này là lớn chuyện cho bà coi. Trời đất ơi, xử lý hả? Rồi ông ôm cái máy đó, ông làm được cái gì, ông giải quyết được cái gì? Bây giờ ông phải đi tới nơi, kêu hai người đó ra ba mặt một lời đi nói chuyện cho rõ ràng chứ. Đâu cần làm cái vậy, ngồi một chỗ bị điều hành ta được rồi. Bà vô làm đi. Lạm dụng quá. Chà. Đây. Đây. Nào vậy? Con Hùng sửa xe nè. Đi làm gì chăm chú vậy? Trời ơi, cái chuyện tao đang giải quyết ở trong khu phố này mẹ ơi. Được rồi. Bất ngờ nữa. Bình thường thấy chú sách cặp táp rồi giấy bút lùm la, chú đi chú giải quyết mấy vấn đề trong khu phố, mà nay chú ngồi nhìn vô cái điện thoại chú giải quyết được. Xử lý trên Facebook. Tao dùng qua Facebook là tao điều hành khu phố. Mày vừa tổ tổ phó mày không biết cái vụ này. Tao thành lập cái đường dây đó rồi sao? Tao thiết lập một đường dây trong khu phố, tao điều hành bằng Facebook. Ghê. Nó nói với tôi nghe nha. Gì? Với tôi chơi Facebook có ngày á, đi cai đó. Sao hả? Đi cai nghiện Facebook. Trời ơi, tụi mẹ ơi. Ghê lắm, chứ không phải giỡn đâu. Tao thấy nó tiện lợi lắm. Mày không thấy không? Mày không thấy là sao? Ở trong nhà trường bây giờ tao cũng vậy á. Tao xài cái máy tiện lợi nhỏ nhỏ. Tao gọi là cái máy gì nè? Máy tính bảng gì đó. Mày thấy không? Con chủ xe làm gì biết mấy cái bảng bảng đó. Thời bởi vậy mày không có cập nhật thông tin chút nào hết trơn, mày không hiểu gì hết trơn. Rồi người ta giải quyết công chuyện hay là học á, tất cả bài học đều ở trong đó. Người ta đi làm việc xa cũng vậy á, ta chỉ cần mang một cái máy tính bảng ra thôi thì người ta đã nắm hết được cái thông tin rồi. Bởi vậy mày thiệt ghê ta. Cái gì chứ, tao hỏi mày, người ta lập lên cái công nghệ làm cái gì? Mày phải biết cái công nghệ là gì, nó quan trọng là gì trong cái thời đại này. Phải nắm bắt cái đó, cái lợi của nó, cái tiện ích của nó, hiểu không? À, cả thế giới người ta đều sử dụng hết, cả thế giới người ta đều chấp nhận thì mình phải theo người ta chứ, mới tiến bộ được chứ. Học chứ tôi nói cũng mới biết nha. Nắm bắt bình thường có thấy toàn bị bắt không à? Không, mấy đứa bị bắt rồi đó. Sao hả? Nè, chơi nè, cái đó nó chạy cái nó giật điện thoại, cái này bị bắt là sao? do một số đứa chơi Facebook này nè, làm cho người ta bị bắt. Mày nói á, cái đó là thầy thiếu ý thức thôi. Cái Facebook ấy là để nắm được cái thông tin, rồi mình coi cái thông tin nào tốt, cái nào xấu, chứ không phải là đi ngoài đường cũng cho Facebook nữa hả? À vậy hả? Thôi mệt quá, con không biết công nghệ đâu. Thôi chứ tôi cho con ly cà phê đá được ở đây. Hả? Cho con ly cà phê đá được ở đây. Ủa không biết cái công nghệ này mình ngồi chỗ mình làm cà phê đá được không ta? Làm gì có gì nữa. Ủa chắc không được đâu hả? Ừ, không được. Ý không? Nãy giờ tao nói gì mày hiểu không? Nó cái chứ tôi nói vấn đề gì? Vấn đề đá hay là gì? Công nghệ á. À Facebook á. Con không hiểu. Con không muốn biết mấy cái đó. Bởi vậy mày đó nghe, suốt đời mày không thể nào tiến bộ được là vì mày không biết công nghệ.
trời, chú Tư thiệt tình luôn á. Hồi xưa á, chú Tư hoạt bát năng nổ, ta nói sức sống mà của tuổi trẻ quá chừng luôn. Giờ á, ù lì ngồi chỗ tối ngày cắm đầu vô cái điện thoại không à. Riết không khéo xóm mình ai cũng nhìn nhau qua cái điện thoại không quá. Chị Tư, gì chạy hết khói khả vậy? Chị thấy mấy bữa nay có cái gì khác không? Hả? Có chứ, khác quá, khác đi là đằng khác. Khác nữa hả? Cái gì phải? Ý tôi nói là mấy bữa nay nè, khu phố mình nó yên ắng thanh bình quá, không có ồn ào như hồi xưa nữa. Chứ gì, ý muốn nói gì chứ gì? Thì đúng rồi, mà tôi nghĩ cái chuyện nó cũng đâu có gì lạ, đúng không? Ừ. Thì á, bây giờ á, chị thấy không? Anh Tư, ảnh á, có cái xài máy bút rồi. Ừ. Thì bây giờ ảnh chỉ xử lý trên bằng ngón tay thôi. Ảnh ngồi ở nhà là ảnh cũng biết hết tất cả mọi chuyện. Mà nghe, cái này hay nè, dám không? Khi mà có cái nắm được cái thông tin bằng, ảnh quản lý bằng cái đó rồi á, mọi người không dám hó hé luôn. Hó hé ăn chay đi, là không biết là chi, lập biên bản liền đó. Thì đó, bởi vậy tôi mới nói vậy, tôi thấy cũng tốt mà. Trời ơi, khu phố yên ắng thanh bình quá trời luôn. Thì tôi biết anh Tư á, ảnh là cái người mà rất là gương mẫu, lúc nào cũng làm gương cho xóm ghiền hết trơn á, thấy chưa. Mà ảnh là vận động tất cả mọi người bắt đầu thấy đó, làm theo đó. Rồi bây giờ ai cũng có smartphone, mà có smartphone đó không, đây là ha, rảnh cái là đem cái đó là đọc báo, xem tivi, giải trí, con nít cũng chơi game được đó, nó cũng hay rồi, nó không có làm bận bịu cha mẹ đó. Cha mẹ rảnh rỗi rồi mới có cái thời gian chăm sóc bản thân mình. Đúng là lợi hại đó. Lợi thì có lợi, nhưng mà hại thì cũng có hại. Hại là gì? Mọi người cấm đầu cấm cổ vô cái đó rồi á, làm sao rồi bây giờ không bao giờ nhìn mặt nhau. Giờ giống như tôi với bà đi, bà cầm cái tôi cầm cái, rồi cái đó có gì nhầm khi còn cái này mới ghê nè, nhắn tin hỏi bà khỏe không, sát bên vậy đó, bà coi coi con Duyên không, con nít giờ đứa nào đây đeo cái kiến dạy ba lớn gì không à, để làm chi, chơi nó chơi với cái nông thi đường, nông thi đường với cái mốt mù luôn đây đó. Ê, bà nói tôi mới để ý nha, bây giờ mua bạn kia kìa đó. Đó, đâu có ở đâu xa lạ đâu. Trời ơi, con Hạnh với thằng Trung hả? Ờ, hai đứa nó hẹn hò đi uống cà phê, mà ra tới nơi không đứa nào dùng mặt đứa nào luôn, ghê chứ. Tôi nói đó, bà thấy không? Ê, yêu đương thời vậy đó hả? Đâu có tìm hiểu gì đâu, thấy không? Bởi vậy, thiệt tình á, tôi cũng thấy cái này nó tiện lợi thiệt. Từ hồi có Facebook tới giờ nè, tôi đâu phải đi chợ gì đâu. Đó, ông Tư ông đi không à, tôi ở nhà cứ ngồi trên lầu ra lướt Facebook, đọc báo, rồi coi tin tức này kia, rồi mua sắm từ sáng tới chiều luôn. Cái bữa nay Facebook không có lên được, cái mập căng đó, cho nên là tôi ngồi cái tôi nhìn xung quanh, cảm giác xa lạ lắm. Tôi thấy có một lối đi xuống, nhưng mà sao có vẻ nguy hiểm quá. Nhưng mà linh tính tôi mách bảo là tôi phải đi xuống đó. Tôi xuống tới nơi, tôi thấy một đám người gọi là gia đình, họ rất là thân thiện, trong một không gian rất là huyền bí. Rồi sao nữa? Rồi bà tỉnh lại giùm tôi cái đây, bà mơ mộng. Trời ơi, lớn tuổi rồi, ai đâu mà ngồi mà cứ mơ rồi cứ mộng mà giống như là cái kiểu mà không có bình thường, người ta nhìn vô người ta biết mình bị điên liền à. Thì bởi vậy tôi nói á, ba cái đồ quỷ này nè giống như là ma túy ảo gì đó, dính vô cái ghiền luôn, hồi nào không hay à. Thì bởi vậy tôi mới qua đây tôi nói với chị là bây giờ mình tính sao, mình bớt lại đi, rồi cũng kêu anh Tư ảnh cũng tuyên truyền bà con những cái tác hại của nó vậy. Thật ra nó rất là tốt, chứ tôi không có nói là không tốt, nhưng mà mình bớt đúng không, lạm dụng nó quá là không đúng được. Rồi cái gì cũng vậy hết á. Giờ sao nói gì? Chắc cũng phải vậy thôi à. Ủa cái gì mà nhà giống thằng Hùng vậy, nó làm gì như ăn cướp vậy? Ai đây, ai mà có vẻ nguy hiểm vậy bà? Trời ơi, bà không biết nó luôn hả? Thằng Hùng mới nhắc thằng Hùng mà giờ không biết luôn. Hùng sửa xe ịt mi. Ý trời đất ơi, trên thế gian này tại sao lại có một người trần tục mặc quần cục như vậy? Cô đang ở trần gian cho nên con phải trần tục. Dì Tư à, trời, bà nói dần nguyên câu á. Dì Tư nghe thấy dì Tư ghê ha, dì Tư chơi dần được không à? Cái vụ gì? Mày ngồi ghế đi, mày mắc chi mày đứng? Con thích đứng à, thích đứng á. Sao dạo này con ra đường con thấy vắng quá ta, vắng tanh nào không có ai hết trơn luôn á.
Thì bởi vậy tao đang nói mày khác lạ đây nè. Tại vì á, nguyên cái khu phố này nè, bây giờ á, là coi như là ai cũng dí đầu vô cái smartphone, còn mình mày miễn nhiễm mà. Mày cũng hay ha, tao nó trẻ. Đáng lẽ nó là cái người mà mấy cái đứa trẻ trẻ như vậy là nó còn cắm đầu hơn mình nữa. Mà nó lại miễn nhiễm. Ê mày có cái, mày suy nghĩ ra được cái gì hay, hay là mày có thể hình dung ra được là tại mày không sẽ bị dính vô giống như tụi tao? Trời dễ lắm, tại con xài điện thoại cùi bắp mà. Sao trên Facebook đúng không? Mà có thấy à? Không thấy. Có điều kiện rồi, không có điều kiện nên thành ra vậy mà nó đỡ khổ mình rồi. Mà coi bộ như nó hay à ha. Sao không? Dạ bây giờ thì cũng thấy sao, Facebook của mọi người tối ngày mọi người cứ nhìn Facebook, không ai gặp ai nữa hết, riết cuộc sống tươi đẹp xung quanh không còn ai biết là ai hết. Trời ơi, cuộc sống tươi đẹp xung quanh không còn biết là ai luôn. Mày triết lý mà nghe sến dễ sợ vậy đó. Thiệt tình á, cái này cũng là lỗi tại tôi hết đây nè. Cái gì? Sao vậy? Tự nhiên tâm trạng quá vậy. Thì đó, hồi trước á, ông Tư á, ông đâu có biết chơi Facebook đâu. Còn mình tôi chơi à, xong cái tôi bài cho ổng chơi, rồi cái ổng không biết, rồi cái ổng tuyên truyền cho hết mọi người đều chơi. Giờ nguyên khu phố không có giống cái gì hết trơn á. Ít trời, ít trời. Thôi dì Tư ơi, không phải lỗi dì Tư đâu. Bây giờ mà dì Tư không chỉ cho chú Tư á, rồi mà chú Tư mà cũng không có tuyên truyền á, thì tất cả mọi người ở đây cũng sẽ cập nhật, cũng sẽ phải chơi Facebook. Vấn đề ở đây á, là mình nhớ không, mình cần thì mình sử dụng, nhưng mình không cần thì mình không sử dụng thôi. Nó là vậy. Nhưng mà ác có cái á, cái này sao bông, đâu phải như mình đơn giản mình nói đâu. Mà không biết thôi, biết là nó ghiền. Thấy chưa, mà nó ghiền mà thấy không, không bao giờ buông cái máy xuống, không bao giờ, trừ khi á, là giờ ngủ bắt buộc phải ngủ thôi. Đó, chị Thúy nói em mới nhớ nè, sáng nay mới được báo. Cái vụ gì? Sao? Sáng nay mới được báo. Sao giết người á hả? Nè, bà cái Facebook này nguy hiểm lắm. Ở bên American có một ông đột tử gì chơi Facebook. Trời ơi, ông chơi lúc ông ghiền, ông dính mặt vô cái điện thoại này đi, không ăn uống chết. Trời ơi, chưa còn nữa, còn ở bên cá nà đại. Cái gì cá nà đại, ở đâu ra mà có nước gì kỳ vậy mà? Con mới học Anh văn, cá nà đại. Canada. Sao? Anh biết Canada sao? Bên Canada có một cái bà kia mới bị vợ bỏ. Cái này hay nè. Cái bà kia bị vợ bỏ. Chuyện lạ quá. Thì đó. Trời ơi, thôi chứ mày ơi, đừng nói mày cái chuyện gì thế, ghê quá à. Xạo đâu mà xạo, báo bà báo viết gọi ngàn xạo đâu mà xạo nè, đọc đi. Trời chứ ơi, xạo đâu mà xạo. Mình đọc báo nè, mình sống một cuộc sống bình thường là như báo bà báo viết gọi ngàn xạo đâu mà xạo nè, đọc đi. Trời chứ ơi, xạo đâu mà xạo. Mình đọc báo nè, mình sống một cuộc sống bình thường là như cắm mặt vô Facebook, Facebook rồi tin tức rồi rúp rít rồi chán rồi fanpage fanpage lum la mệt. Ôi biết không có vui vẻ gì nữa chứ. Đọc đi để cho biết. Tao biết rồi, tao biết là tác hại rồi đó. Mày bây giờ mày đừng có nói quá, bảo mày sửa lỗi được đấy. Nói chuyện gì chuyện không mới nhớ chuyện đâu rồi gì đây? Ai biết đâu à? Nãy giờ tôi cũng thấy ông luôn á. Ủa, ai phải ông chạy ngoài không? Ồ, đúng rồi. Qua. Nói nghe nè, sao mày sáng mắt mày dòm thử coi có con chó nào rượt sau lưng không? Không, không thấy con chó nào chơi mà sao tôi chạy dữ vậy trời. Nó sao chạy dữ vậy anh Tư? Rồi, quá rồi, quá rồi. Trời ơi, chồng của bà ra bà, đỡ giùm đi. Ông xỉu bây giờ luôn á. Ngồi đi tao ghi không có kịp gì mà nó lỗi là sao á, ghi không có kịp nhưng bây giờ phải đi giải quyết từng nơi. Tôi mệt quá à. Thấy chưa, thấy chưa, con nói chú Tư biết bao nhiêu lần rồi, cái gì cũng cập nhật trên Facebook chứ, nó bị nghẹn một cái là mất mạng hết. Bởi vậy bây giờ tao phải đi từng nơi giải quyết chứ không phải nó là lộn xộn lên hết. Bây giờ rồi sao rồi gì sao sao mà làm gì chứ, tôi chạy thì lộn xộn vụ gì, lộn xộn cái gì vậy? Rồi cái chuyện đó thì gì lấn chiếm lề đường rồi gây lộn với nhau rồi cái gì cũng nhắn trên Facebook, trên Facebook rồi bữa nay cá mập cái gì mày cười, cái gì mày cười, bộ tao mệt như vậy mày cười hay sao? Không có thì biết sao, thì lâu lắm rồi, lâu mà thiệt luôn, lâu đến mức độ mà con không nhớ được luôn cái hình ảnh mà chú Tư chạy đôn chạy đáo khắp khu phố. Bình thường thấy chú Tư ngồi ở quán ngồi chiếm trệ như một ông hoàng bấm bẹt mấy tháng nay rồi. Hình ảnh này con thích, con nhớ lại cái gì mà viết vậy. Em nói với anh Tư nghe, hồi nãy em qua đây lũng là cái gì, cái chuyện Facebook nè,
em đó, em cũng về em thấy là sức khỏe em dạo này thật ra nó rất là hạn chế luôn á, nó xuống sắc rõ rệt con biết không đó. Mà tôi thèm cái cảm giác được nhiều chuyện với bà. Rồi á, tôi mỗi buổi sáng qua đi uống ly cà phê rồi nói chuyện này chuyện kia, nó hạnh phúc gì đâu mà mình không có nhận ra. Đúng rồi, chứ tôi mệt quá, có mệt tôi ngồi với lại chị Thúy này cho tôi đâu có gặp. Chứ tôi qua đây ngồi chị Thúy cho tôi có gặp. Không có chịu ngồi với ta. Thôi thôi, quên, có gì tôi đi mà. Tôi dẫn tao đi làm dân mắt thôi đó. Đây đây đây, tôi mời đỡ qua đi. Tôi qua đây. Ôi bà không có lo gì. Mệt quá chứ, mắt tao sao nó bị mờ đi. Chứ tôi qua đây thì con qua đây đang giết. Trời ơi, bởi vậy á, tôi nói hồi đầu tôi thấy Facebook tiện lợi, nghĩ chỗ đó là nơi mình. Nói chung là bây giờ con mới là một thằng duy nhất nè. Bởi vì từ nay khu phố của mình sẽ nhộn nhịp như xưa.